Nhận định trực tiếp bóng đá giữa Nam Định với Thanh Hóa 17 giờ ngày 17 tháng 7. Nam Định sẽ có trận đấu tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà thuộc vòng 16 V-League 2019. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Thanh Hóa đang trải qua chuỗi trận ấn tượng, bắt đầu từ trận hòa 3-3 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu thứ 7. Kể từ đó đến nay, đội bóng xứ Thanh đã giành được thêm 21 điểm, từ vị trí thứ 9 vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng. So với lần chạm trán ở lượt đi, thay đổi lớn nhất của Thanh Hóa đến ở băng ghế chỉ đạo, khi mà huấn luyện viên Vũ Quang Bảo trở lại chèo lái còn thuyền thay cho huấn luyện viên Đức Thắng. Ngay trong trận ra mắt, chiến lược gia người Nghệ An đã có được khởi đầu mỹ mãn với thắng lợi 2-0 trước đội bóng quê hương. Nếu cứ tiếp tục phong độ như này, Thanh Hóa có thể mơ về vị trí trong top 3, điều mà có người hâm mộ đội bóng không thể nghĩ đến. Khi nhìn vào thành tích khởi đầu bết bát của đội bóng, ở vòng 16, Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách của Nam Định, câu lạc bộ đang thi đấu rất hay trên sân nhà. Đội quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng đang sở hữu 5 chiến thắng, hòa 1 và thua 1 khi thi đấu trên sân Thiên Trường. Những bại tướng của đội bóng Thành Nam bao gồm cựu Vượng Bình Dương, đương kim vô địch Hà Nội và mới nhất là Viettel tại vòng 15 V-League 2019. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội khách, với 3 thắng, 3 hòa và 1 thất bại. Trong 2 lần đến Thiên Trường gần nhất, Thanh Hóa đã bỏ túi được 4 điểm. Đội chủ nhà sẽ trả món nợ lượt đi hay Thanh Hóa tiếp tục kéo dài mạch bất bại của mình? Trận đấu giữa Nam Định với Thanh Hóa sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng 7. Mời quý vị chú ý đón xem.